Thưa quý vị, tuần qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bà Rịa đã ra quyết định tạm giữ đối với Trần Thanh Thủy, 27 tuổi, trú tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, về tội cướp giật tài sản. Theo lời khai ban đầu của Thủy, vào khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2022, trên đường đi làm từ thị xã Phú Mỹ về, khi tới địa bàn thành phố Bà Rịa, do không có tiền tiêu xài nên Thủy đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Thủy điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision mang biển kiểm soát 72D1 51691 lưu thông trên các tuyến đường quanh khu vực trung tâm hành chính tỉnh. Tới đường Nguyễn Tất Thành thì dừng xe quan sát, tìm kiếm mục tiêu. Đến hơn 11 giờ, phát hiện một người phụ nữ trên vai trái có đeo một giỏ sách màu cam. Thủy nhanh chóng điều khiển xe áp sát người phụ nữ rồi dùng tay phải giật mạnh chiếc giỏ sách, tăng ga bỏ chạy theo hướng đường Bạch Đằng Tẩu Thoát. Tài sản cướp giật được bao gồm 3 triệu 700 ngàn đồng, một điện thoại di động Samsung G7 Prime và một số loại giấy tờ tùy thân. Nhận được tin báo, công an thành phố Bà Rịa đã nhanh chóng truy vết, xác định được đối tượng và đưa về trụ sở làm việc.